Hennie tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Thưa quý vị và các bạn, lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 diễn ra từ ngày 9 đến 16 tháng 3 năm 2019 với chủ đề Tinh Hoa Đại Ngàn. So với các năm trước, lễ hội năm 2019 có nhiều hoạt động mới như cuộc thi cà phê đặc sản Việt Nam, khai trương đường sách cà phê Buôn Ma Thuột, triển lãm lịch sử cà phê thế giới tại Bảo tàng Thế giới Cà phê, bảo tàng chuyên ngành cà phê lớn nhất thế giới. Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hennie, niềm tự hào của người dân Đắk Lắk, là đại sứ truyền thông của lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 năm 2019. Trong khuôn khổ lễ hội, ngày 10 tháng 3, Ban Giám đốc cùng cán bộ nhân viên khách sạn Mường Thanh Buôn Ma Thuột vinh dự tiếp đón đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk. Tham dự hội nghị còn có đại diện các bộ, ban ngành trung ương, lãnh đạo một số tỉnh miền Trung Tây Nguyên, 6 đoàn khách quốc tế cùng hơn 700 nhà đầu tư trong nước và quốc tế. Hennie, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017, Top 5 Miss Universe 2018, Hamlet's Beauty 2018, đại sứ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột cũng vinh dự tham dự hội nghị này. Hennie xúc động chia sẻ trên Facebook cá nhân. Hen rất vinh dự được tham dự hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Lắk, được lắng nghe và học hỏi rất nhiều điều mới mẻ và bổ ích. Là người con của tỉnh Đắk Lắk, Hen hy vọng quê hương sẽ thu hút hơn nữa nhiều nguồn vốn đầu tư, phát huy những tiềm năng và phát triển mạnh mẽ về kinh tế trong tương lai, nâng cao đời sống của bà con, nhưng bên cạnh đó là sự phát triển bền vững thân thiện với môi trường. Tại hội nghị, trước sự chứng kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk đã trao giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, quyết định chủ trương đầu tư cho 13 dự án với tổng vốn đầu tư là 14.330 tỷ đồng và ký biên bản ghi nhớ hợp tác đầu tư 25 dự án với tổng vốn đầu tư dự kiến là 57.289 tỷ đồng. Cũng tại hội nghị, các bộ ngành trung ương đã ký kết hợp tác với tỉnh Đắk Lắk trong việc hỗ trợ địa phương thực hiện thành công tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, gia tăng và phát triển bền vững, gắn với xây dựng nông thôn mới, hỗ trợ xúc tiến đầu tư hỗ trợ doanh nghiệp, nhà đầu tư và xây dựng phát triển thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột và bơ của tỉnh Đắk Lắk. Hoa hậu Hennie được cổ vũ nồng nhiệt khi diễu hành ở lễ hội cà phê. Hennie đẹp rạng rỡ với vai trò là đại sứ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019. Trong buổi lễ diễu hành, sự xuất hiện của đương kim Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Hoa hậu Hennie đã có một ngày tất bật đồng hành cùng các hoạt động của chương trình. Vốn là người con của vùng đất Tây Nguyên, Hennie vô cùng hào hứng khi trở thành đại sứ lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019. Cô chia sẻ từ nhỏ đã ước mơ có cơ hội quảng bá văn hóa du lịch quê hương. Tại lễ hội, Hennie diện trang phục đơn giản với áo thun, đầm ngắn và mắt kính, vui vẻ vẫy tay chào người đi đường. Khi diễn tập phần diễu hành, sự gần gũi giản dị của cô khiến nhiều khán giả có mặt tại đó cảm thấy thú vị và tranh thủ đến xin chụp ảnh cùng. Sau nhiều giờ tập luyện, Hennie không ngại ngồi trong hậu trường cắn hột dưa trong lúc nghỉ ngơi chờ đến lượt lên sân khấu. Cô cho biết đang hồi tưởng lại cảm giác đứng trên sân khấu Miss Universe 2018 vào 3 tháng trước. Lần này cũng vậy, cô cũng thấy hồi hộp nhưng rất vui và hạnh phúc. Hennie cũng tham gia chương trình khai trương đường sách cà phê Buôn Ma Thuột. Sự xuất hiện của Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam thu hút đông đảo sự quan tâm của du khách. Cô đặc biệt rất thích hoạt động này. Hồi đó Hen ước phải chi quê mình có đường sách như trong thành phố Hồ Chí Minh, thì giờ mơ ước đó đã thành sự thật. Nhất định Hen sẽ giới thiệu với bạn bè về đường sách. Hy vọng trong tương lai, nơi đây sẽ là địa điểm không thể bỏ qua của du khách khi đến với Buôn Ma Thuột, Hennie chia sẻ. Hennie và các khách mời cũng có phần diễu hành khắp các tuyến phố của Buôn Ma Thuột để quảng bá lễ hội cà phê. Sự kiện đã thu hút hàng chục nghìn du khách và cộng đồng người dân địa phương tham gia hưởng ứng. Diện áo dài cách tân bằng chất liệu thổ cẩm ED, Hoa hậu Hennie dẫn đầu đoàn diễu hành trên xe mô tô hình cây cà phê. Cô xúc động trước sự hưởng ứng nồng nhiệt của khán giả. Đây sẽ là kỷ niệm khó quên trong đời Hen,
Hen cảm ơn mọi người rất nhiều, cảm ơn ban tổ chức đã tạo điều kiện giúp Hen được vinh dự trở thành đại sứ lễ hội cà phê. Trong chương trình khai mạc lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột, tối ngày 9 tháng 3, Top 5 Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018 cùng với các nghệ sĩ đã có chung tiết mục kết màn, kêu gọi du khách trong và ngoài nước đến với lễ hội cà phê. Những ngày sắp tới, Hở Hen Nghệ sẽ tiếp tục với các hoạt động đồng hành cùng lễ hội diễn ra từ ngày 9 đến 16 tháng 3 năm 2019. Hoa hậu Hở Hen Nghệ lan tỏa tình yêu cà phê Việt và văn hóa Tây Nguyên. Hình ảnh giản dị của Hoa hậu Hở Hen Nghệ trong trang phục của đồng bào dân tộc ngồi trên công nông quảng bá cho lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019 đã gây thích thú và ấn tượng với công chúng. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột 2019 lần thứ 7 từ ngày 9 đến ngày 16 tháng 3 năm 2019 lựa chọn Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017 Hở Hen Nghệ cũng là người con của Đắk Lắk và chàng ca sĩ ngoại quốc Kyo Jok làm đại sứ truyền thông cho lễ hội. Trong trailer mới nhất quảng bá về lễ hội, Hở Hen Nghệ xuất hiện trong bộ trang phục thổ cẩm của đồng bào dân tộc Tây Nguyên cùng Kyo Jok ngồi trên xe công nông tham quan vườn cà phê ở Tây Nguyên, truyền đi cảm hứng và tình yêu với cà phê Việt Nam. Giữa bạt ngàn núi rừng cùng dãy cà phê mướt mải, hình ảnh người con gái ED xinh đẹp nâng niu từng hạt cà phê căng tràn sức sống, tái hiện một cách chân thực vẻ đẹp giản dị nhưng hùng vĩ của con người và vùng thủ phủ cà phê của Việt Nam. Trên trang mạng xã hội cá nhân của mình, Hoa hậu sinh năm 1992 cũng bày tỏ cảm xúc tự hào và háo hức khi được đóng góp sức mình vào việc quảng bá hình ảnh hạt cà phê của quê hương và cũng chính là kỷ niệm từng nuôi nấng cô những ngày khó khăn. Hở Hen Nghệ và Kyo Jok mong muốn mang đến cho du khách và người dân những cảm nhận sâu sắc và gần gũi hơn về tinh hoa cà phê Việt, về bản sắc văn hóa, tình cảm và sự hiếu khách của người dân Tây Nguyên. Lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 diễn ra từ ngày 9 đến 16 tháng 3 năm 2019 với chủ đề Tinh hoa đại ngàn nhằm tiếp tục quảng bá thương hiệu cà phê Buôn Ma Thuột, góp phần nâng tầm giá trị và khẳng định vị thế cà phê Việt Nam trên thị trường thế giới, tôn vinh người trồng, chế biến và kinh doanh cà phê, động viên cộng đồng cùng chung tay vun đắp cho sự phát triển của văn hóa cà phê trên địa bàn Đắk Lắk nói riêng và Việt Nam nói chung. Lễ hội còn mang ý nghĩa lịch sử là kỷ niệm 44 năm chiến thắng Buôn Ma Thuột, giải phóng tỉnh Đắk Lắk ngày 10 tháng 3 năm 1975, 10 tháng 3 năm 2019. Mở đầu cuộc tổng tiến công và nổi dậy mùa xuân năm 1975, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Thank you.
Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Quý vị hãy bấm đăng ký để theo dõi mỗi ngày. Chúng tôi sẽ cung cấp những câu chuyện hay hấp dẫn ly kỳ đến quý vị. Quý vị nhớ đón xem nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.